Nếu mà có kiếp sau á, anh có chịu lấy em làm vợ nữa không? Không. Gì trả lời lẹ vậy? Nếu mà có kiếp sau em cũng muốn lấy anh làm chồng đâu. Chắc anh cũng sẽ đi lấy cái bà phụ nữ khác làm vợ liền chứ gì? Không phải anh muốn lấy em. Em không có xứng với em. Cái lúc mà mình nói từ ngày mình về sống với anh giờ mình chưa nghe nào hạnh phúc. Lúc đó anh đau lòng. Xứng với em. Chắc em đâu hay ngày qua có những thứ anh kìm nén ở trong đáy lòng, anh đâu ngờ những gì xảy ra cho anh chỉ vừa mới hôm qua đã dõi theo em, và thời gian anh bên em không thể tin tất cả những gì em đã yêu. Khi trời em xuống anh không thấy em. Dạ sơ chắc chắn là như vậy. Giày cao gót nước hoa thơm ngát.